Hello, mình là Rông lại, xin chào anh em. Cửa hàng test một mẫu lọc nha, đến từ Hàn Quốc, đến từ thương hiệu Anam, một thương hiệu rất nổi tiếng về độ đẹp của đèn. Các bác có thể thấy là dòng lọc nhạc của Anam thì nó có đèn sợi nhỏ nên là nhìn rất bắt mắt đó. Con này cửa hàng sẽ báo giá cực tốt cho anh em, 2.600.000 bao ship các bác nha, 2.600.000 bao ship Anam 1.800 đó, 1.800. Đây là mẫu lọc điện tử anh em tự lưu ở hệ ABC, còn lại là nhà máy, có nghĩa hãng đã lưu cho anh em là 5 kiểu rồi. Thế là anh em đã dùng được tổng là 8 kiểu nhà. Đó, nút này nút không có lọc và có lọc đó. Cỡ của mẫu lọc này là cỡ tầm khoảng 42 43. Đây càng sẽ đo luôn anh em nắm được. Hàng vãi zin hoạt động tốt. Cỡ 43 các bác nha, 43 anh em đặt vào những con Dolby đến đâu hoặc là Sansui hoặc là Kenwood rất hợp luôn. Hoặc kể cả những con Dolby 42 các bác đặt vào vẫn được, ok. Bởi vì 43 với 42 thì chênh mỗi bên nửa cm thì các bác gần như không phát hiện ra đâu. Đây là mặt bên, đó, mặt bên. Nói chung góc cạnh cũng như là nắp tre là đẹp hết. Ở bên trên thì nó màu đen nên là bụi bặm thì lau nó sẽ loáng vết tay, vết chân anh em nhá. Đó. Đây là đường vào tín hiệu, còn bên cạnh là đường ra. Điện 220 và điện 100V. Đó. Lọc hàn thì nó sẽ dùng điện 220. Đó. Có lọc nhạc thì anh em nghe nhạc thì nó sẽ hay hơn rất nhiều so với không có lọc các bác nhá. Hoặc hát karaoke thì các bác sẽ chỉnh được mid, bass, treble, nó sẽ rõ ràng, sắc nét hơn. Địa chỉ ở cửa hàng trên tấm biển màu đỏ kia ở khu đô thị Văn Phú Hà Đông. Anh em có thể qua trực tiếp hoặc ở xa đặt cọc, cửa hàng có gửi cho anh em. Giá 2.600.000, giá cực tốt cho anh em đấy, giá bao ship cho anh em. Tôi tránh làm gì khi anh đã yêu ai rồi, đã không có lòng quên tôi rồi, tôi còn thương nhớ người. Đèn nháy này tình như bài toán, gió đó đông đến dư thừa để tôi hoài mong. Xin chào, hẹn gặp lại anh em. Anh em lưu ý là 2.600.000 bao ship và cỡ 43.